À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Bạn đã quá chán với những bộ phim hài nhảm nhí, những miếng job chỉ có trên bài share Facebook của mẹ bạn, hay những câu đùa của channel chữ S nào đó? Vậy thì hãy đến ngay với bộ phim hài thực sự buồn cười, Bỗng Dưng Trúng Số. Lại là một bộ phim đến từ xứ sở kim chi Hàn Quốc, nhưng không còn là những bộ phim tình cảm nam nữ, hay những bộ phim hành động xuyên không xen kẽ yếu tố tình cảm nam nữ, hay những bộ phim tình cảm nam nữ kèm yếu tố kinh dị. Lần này là một bộ phim hài vẫn có tình cảm nam nữ nhưng ít hơn. Một món ăn tinh thần mới ngoài đống phim kinh dị đang chiếm đa số ngoài rạp. Mùa thu này, ra rạp để gặp trung sĩ Park Chun-woo, một người lính nghĩa vụ đóng quân tại biên giới Hàn Quốc Triều Tiên. Mặc dù không đánh lô nhưng vẫn được thần đề gõ cửa, anh nhặt được một tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá lên đến 5,7 triệu đô. Như thói đời, của từ trên trời rơi xuống thì thường không giữ được lâu. Chun-woo hớ hênh không may để tờ vé số bay đi mất, như cái cách nó đáp xuống túi áo của anh lúc trước. Bằng một cách thần kỳ, nó bay sang tận bên kia biên giới rồi rơi vào tay một binh sĩ Triều Tiên tên Yong-ho. Chun-woo qua phía bên kia biên giới để tìm tờ vé số thì lại gặp Yong-ho. Yong-ho đồng ý trả lại tờ vé số nhưng với điều kiện là phải chia cho anh 90% tiền thưởng. Chun-woo tất nhiên là không đồng ý với cái giá cắt cổ như vậy, đành nhờ đến sự trợ giúp của chỉ huy trưởng và đồng đội lên một cái hẹn với những người anh em cùng tổ tiên khác biên giới với mục đích thương thảo để đưa ra một con số hợp lý. Quyết định cuối cùng được đưa ra, hai bên đồng ý cơ đôi số tiền thưởng nhưng với điều kiện đính kèm. Cả hai phe sẽ thực hiện một cuộc trao đổi người. Chun-woo và Yong-ho sẽ đổi phe cho nhau để làm tin trong quá trình phe Hàn Quốc đi nhận thưởng, nhằm đảm bảo rằng phía Hàn Quốc không sủi mất khi người anh em Bắc Hàn trao trả tờ vé số. Tiếp nối câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của Chun-woo và Yong-ho khi thực hiện nhiệm vụ có 102 tại nước bạn. Nói là dở khóc dở cười nhưng thực tế tôi lại khóc nhiều hơn, khóc vì cười quá nhiều. Lý do gì đã khiến bộ phim này khiến nhiều người phải móc hầu bao ra rạp xem phim? Lý do thứ nhất, một câu chuyện gây tò mò. Xây nhà quan trọng nhất là làm móng, móng có chắc thì hầm mới ngon. Phim có một cốt truyện khá chắc, vừa giữ được tính logic mà vẫn tạo được tò mò cho người xem. Một người lính nhặt được tờ vé số trúng số độc đắc, xong rồi bị người khác nhặt được rồi đòi chia đôi. Nghe thì cũng hấp dẫn ấy, nghe đần độn thì đúng hơn. Cơ mà chính những tình huống đần độn như vậy lại giúp dễ dàng tạo ra những tình tiết gây cười. Kết cấu chắc chắn nên việc xây dựng các tình huống cũng dễ dàng. Ngoài một background chắc chắn, phim còn tận dụng được mọi thế mạnh cây nhà lá vườn của phim Hàn. Đó là dàn diễn viên thực lực, tuyến nhân vật cơ bản cho một bộ phim hài, hai phe rõ ràng. Trung sĩ Park Chun-woo, một nhân vật đã quá quen với những vai diễn kiểu này, từ Lời Hồi Đáp 1988 đến DP, rồi mới đây là Love in Contract, anh Lâm Đồng Nai của điện ảnh Hàn Quốc. Ngoài những gương mặt thân quen thì còn những gương mặt lạ lẫm, nhưng điểm chung của mấy ông bà này là mặt phù hợp để đóng một bộ phim hài, tạo thành đội hình của một team gây cười với những vai trò điển hình như nhân vật chính ngu ngơ, nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, đội trưởng, người luôn ra cái vẻ thông thái, nhân vật sinh ra để múa phụ họa, tạo tiếng cười là chính. Một tuyến nhân vật cơ bản của một bộ phim hài, dễ dàng lấy được tiếng cười của người xem. Nói đến phim hài thì không thể không nhắc đến những tình huống hài hước của phim. Đó là điểm cộng thứ hai, những miếng hài trong phim được đầu tư kỹ lưỡng. Xem xong trailer thì tôi nghĩ, Hàn Quốc mà làm phim có liên quan đến Triều Tiên thì thể nào cũng dìm hàng người anh em cùng cha khác biên giới cho mà xem. Vì Hàn Quốc đã nổi tiếng với việc thắng làm vua, thua làm phim xuyên tạc. Nhưng không hề nhá, nét văn hóa của Triều Tiên khi lên phim rất khéo léo mà không bị động chạm đến ai. Mấy anh lính Triều Tiên lên phim hơi đần nhưng lại có sự hài hước, có điểm nhấn, hài hước cũng đủ dùng và không bị lố bịch. Gãi đúng chỗ ngứa là tình bằng hữu của hai miền Nam Bắc vẫn được giữ gìn dù biên giới đã chia cắt. Đấy là đối với Triều Tiên, còn đối với những bộ phim liên quan đến yếu tố lịch sử Việt Nam thì Hàn Quốc vẫn xuyên tạc lắm. Tiện đây tôi xin kêu gọi tẩy chay con phim đang chễm chệ trên top 1 Netflix Việt Nam. Trong mọi trường hợp thì tôi đều ủng hộ xem phim bản quyền nhưng riêng con phim này thì không nhá. Ai thích thì có thể lên web lậu mà xem, nhưng tốt hơn là nên xóa ngay nó khỏi list phim đang xem của bạn. Hơi ngoài lề tí, quay trở lại với chủ đề hài hước, thì theo bạn thế nào là một bộ phim hài chất lượng? Thay vì trả lời câu hỏi này, hãy nói về gu hài hước của người Việt Nam một tí. Còn đâu cái thời phim hài Việt là phải có Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang. Nếu poster mà không có ba nhân vật này thì auto không ai thèm xem. Có thể nói gu hài hước của người Việt Nam đã cao hơn trước rất nhiều. Phim hay được khán giả công nhận, phim nào dở là bị chê thẳng thừng. Không có cái kiểu tuy phim còn nhiều thiếu sót nhưng mà 3.3.3, ủng hộ công sức đoàn làm phim bla bla các thứ. Khi một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, chất lượng kịch bản được đề cao thì dĩ nhiên bộ phim đó sẽ gặt hái được thành công thôi. Làm phim hay không khó, quan trọng là hợp thị hiếu. Vì mục đích của đi xem phim chung quy lại là để giải trí mà. Chắc hẳn nhiều người cũng có chung cảm nhận giống tôi. Nghe thì hơi tự nhục một tí nhưng phải công nhận một điều rằng phòng vé Việt đang được cứu cánh bởi những bộ phim Hàn. Với doanh thu đang đà tăng trưởng theo cấp số nhân như hiện tại, Bỗng Dưng Trúng Số sẽ xoán ngôi top 1 doanh thu phòng vé 200 tỷ của Bác Sĩ Lạ, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất 2022. Sẽ sớm thôi, tin tôi đi. Lý do thứ cuối cùng, phim hay cát xịn không bằng đúng thời điểm. Một bộ phim ra vào thời điểm phòng vé Việt thực sự khủng hoảng về mặt nội dung. Phim hay nhưng marketing không đủ tốt. Phim nhảm nhí, kịch bản xàm xí thì nhăn nhả như gà đẻ trứng. Diễn viên thì cũng tầm cỡ cô thợ hát thích ăn gỏi cá sống nào đấy. Và quan trọng hơn cả, không có bộ phim Marvel nào ra rạp thời điểm hiện tại.
mảng dịch thuật được chú trọng, hợp thị hiếu với đối tượng người xem chủ yếu là Gen Z. À tí thì quên mất team dịch thuật của Việt Nam, những người đã đóng góp một nửa sự thành công cho bộ phim này, không đến nỗi gánh còng lưng như là cái phim 2037 đợt nọ, nhưng cũng là một điểm cộng cực kỳ lớn về khâu dịch thuật. Xử lý thoại của đội ngũ Việt Nam, thoại dịch cực mượt, những câu nói hot trend được đưa vào không hề sượng một tí nào luôn. Không phải nói quá đâu nhưng mà ai đi xem về cũng khen lấy khen để luôn ấy. Tôi không biết những từ lóng này của bên Hàn, nhưng khi xem phim và đặt vào ngữ cảnh thì hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của câu nói và nghe cũng hợp lý ra phết. Xin một tràng pháo tay cho đội ngũ dịch thuật. Ngoài những điều kể trên thì màu phim cũng sáng, bắt mắt, rất healing. Những cái này ai đi xem phim cũng cảm nhận được rồi nên là không nhắc lại nữa. Ai chưa xem thì xem đi nhá, không phí tiền đâu. Và đó là những lý do nên xem bộ phim Bỗng Dưng Trúng Số. Còn sau đây là những lý do bạn nên mua áo của Trùng Cuối. Sau bán áo hàng đầu Việt Nam, chúng tôi có áo, mọi loại áo, mọi mẫu mã, mọi lứa tuổi. Từ hè sang đông, từ đàn ông đến đàn bà, từ người già đến trẻ nhỏ. Từ hoodie cho mùa đông đến áo phông cho mùa hè, kiểu dáng đa dạng, mẫu mã phong phú. Một nhà hiền triết người Canada gốc Trung từng nói, không có bông tuyết nào trong sạch cả. Cái gì cũng có ưu nhược điểm, cộng rồi thì phải trừ. Sau đây là những điểm trừ của Bỗng Dưng Trúng Số. Một nửa của cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa của sự thật thì chưa chắc đã là sự thật. Nghe review seeding trên mạng thì nghe bằng cả hai tai, nhưng mà xin hãy chỉ tin một nửa. Cười không nhặt được mồm từ đầu đến cuối, cứ 5 phút lại cười một lần. Diễn viên thở thôi cũng thấy buồn cười, lấy đâu ra. Cái gì thì cũng nên chân thật một tí, nghe nó không bị ố dề. Vì phim thực sự không quá hài hước như mấy review kia nói đâu. Một vài phân cảnh vẫn còn bị vấn đề khoản setup. Biên kịch có ý, cái dốc đó chất lượng tôi đánh giá là khá thông minh, cũng buồn cười đấy, nhưng nó có thể làm tốt hơn nữa mà. Kéo dài cái đoạn đấy ra thêm chút nữa, trước khi chuyển sang cảnh phim tiếp theo chẳng hạn, phân cảnh sẽ mượt hơn, với lại chuyển cảnh cũng không bị gượng ép. Một vài tình tiết dở hơi và phi logic, tuy nhiên những tình tiết này vẫn nằm trong một bộ phim hài nên có thể chấp nhận được. Hơi phi logic nhưng được cái buồn cười, chứ đặt vào bối cảnh phim nghiêm túc mà có những phân đoạn như này thì thôi, như là viết luận văn mà sai chính tả, chả vui tí nào. Cái kết bị hụt hẫng, phim chèo dạo này cứ bị thế nào ấy. 10 phim tôi xem gần đây thì đến 9 phim có vấn đề về cái kết. Thật sự thì cái kết phim khiến người xem thỏa mãn nó khó đến thế à? Ờ đúng, khó thật. Khi toàn bộ tình tiết trong phim được xây dựng một cách logic, tuyến nhân vật mỗi người một hoàn cảnh, thì chúng ta cần có một cái kết sao cho thỏa mãn những chi tiết mà bạn đã đặt ra. Bỗng Dưng Trúng Số đã không làm được điều này. Phim hoàn thành được một nửa, một cái kết viên mãn cho dàn nhân vật nhưng lại không được logic cho lắm, không muốn nói là khá xàm xí. Kết kiểu của thiên trả địa, không làm mất lòng nhân vật nào cả nhưng mất lòng người xem. Kết hơi nhanh và thực sự không thỏa mãn cho lắm. Chắc một phần do vấn đề chính trị nên nhiều vấn đề trong phim chưa được giải quyết chặt chẽ lắm. Câu chuyện tình yêu của Chu Nu và em gái Yong Ho được xây dựng rất là đẹp từ đầu đến cuối phim. Hin của hai anh chị này miễn chê, nhưng đến cuối thì chả đâu vào đâu. Kết thúc một mối tình đẹp còn dang dở, một kết thúc buồn cho một bộ phim hài, nghe cũng bớt buồn hơn hẳn. Nhân vật đóng vai người xấu xuất hiện đúng lúc cao trào, tăng độ kịch tính cho đoạn cuối. Tuy nhiên xuất hiện hoành tráng bao nhiêu thì kết thúc lại nhảm nhí bấy nhiêu. Chắc do phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chính trị rồi kiểm duyệt các thứ. Để tôn trọng con số doanh thu tiệm cận 100 tỷ và hơn thế nữa của bộ phim, tôi sẽ không spoil cái kết ở đây. Nhưng hy vọng những ai xem rồi xác nhận giúp tôi ở phần bình luận. Tôi còn quả. Xin chào và hẹn gặp lại.